ra tại Nga sẽ buộc phải cài đặt sẵn phần mềm tiếng Nga. Ngay mùng 2 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua một đạo luật. Theo đó một số loại thiết bị điện tử điện thoại di động, máy tính và TV thông minh cần phải cài đặt sẵn một số phần mềm dành cho người dùng sử dụng tiếng Nga. Đạo luật này đã được đăng trên cổng thông tin luật pháp của chính phủ Nga. Theo đạo luật vừa được thông qua, từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2020, các công ty sẽ không được phép bán một số loại hàng hóa phức tạp về kỹ thuật, nhất định tại thị trường Nga nếu không cài đặt sẵn một số phần mềm tiếng nga chính phủ nga sẽ chịu trách nhiệm xác định danh sách cụ thể các loại hàng hóa có tính năng kỹ thuật phức tạp cũng như sẽ biên soạn và bổ sung danh sách các chương trình tiếng nga bắt buộc phải cài đặt trên các thiết bị này và quy trình cài đặt theo các nghị sĩ đưa ra đề xuất về đạo luật này các quy định trong đạo luật sẽ giúp bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp nga giảm số vụ lạm dụng từ các công ty lớn của nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin